Theo ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày hôm nay 28 Tết, tại tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 39, đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, người dân trở về quê ăn Tết nên lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại các điểm chống gây ùn tắc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý bất cập giao thông tuyến và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nhất là các hành vi vi phạm phóng nhanh, vượt ẩu, lái xe, sử dụng rượu bia, chất kích thích, không đội mũ bảo hiểm, để tạo thuận lợi cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngành chức năng khuyến cáo nhà xe, bến xe vận tải hành khách phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông và quy định phòng dịch COVID-19. Tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết, nghiêm cấm hành vi tăng giá vé trái quy định. Đồng thời, đề nghị các bến xe khách trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, phục vụ việc đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết được an toàn.